Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow. Xin cảm ơn hai dancer xinh đẹp Thùy Vân và Minh Lê. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, tuần này chúng ta lại gặp nhau vào lúc 20 giờ 30 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Kỳ Tài Thách Đấu là một chương trình tổng hợp nhiều màu sắc, trong đó có game, vận động, có tài năng, có tiểu phẩm, có tình huống và có những trò chơi vui nhộn. Thưa quý vị, mỗi tuần lại gặp nhau để chúng ta thư giãn, quý vị xem nghệ sĩ biểu diễn, sau đó coi với tâm thế nhẹ nhàng, yêu thương và khen thưởng. Khen thưởng là gì? Là những lời động viên, những tin nhắn và cái số lượng người xem dành cho chương trình, đó là sự khen thưởng dành cho những người làm chương trình. Ngày hôm nay thưa quý vị, vẫn là những gương mặt vô cùng dễ thương và duyên dáng xuất hiện trong chương trình. Nghệ sĩ chủ nhà đầu tiên xin giới thiệu Harry Won. Thưa quý vị, xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Nghệ sĩ ăn ảnh nhất hiện nay, Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, ba nghệ sĩ vô cùng tông sẹt tông. Hôm nay mặc đồ quá đẹp, đây vest hồng phấn. Hồng phấn, bên kia là chả giò. Chả giò là sao anh? Chả giò Huế. Chả giò Huế. Mẹ cha nói vậy mà. Hôm nay vì sao mà mình có cái phong cách dắt nước cốt dừa như thế này? Cốt dừa gì anh? Cái này là cái fashion của người ta là như vậy. Cái này là người ta sử dụng cho hai mục đích. Mục đích đầu tiên là để dắt nước cốt dừa. Mục đích thứ hai là khi nấu phở, người ta sẽ bỏ mấy cái vị mà đinh hương quế hồi, ta cột lại thả trong nồi phở cho nó toát ra mùi thơm. Đó. Sao chưa mặc đồ nghe đồ ăn ha? Anh Giang đang bớt bụng quá gì á chị? Hình như vậy nãy giờ Liên Quân Tên món ăn không à, đúng không? Em có hợp với màu này không anh? Em mặc màu nào cũng hợp. Đó. Một người anh luôn có những lời động viên, nhận xét tích cực. Tại vì về phía em nó không khác biệt, màu nào cũng vậy. Em với anh là giống nhau ở một điểm là mặc đồ sang cỡ nào thì mặc cũng rất là nông dân. Dạ em. Nhưng mà nông dân gì? Bình dị. Đúng rồi, giản dị ạ. Dạ thì mặc đồ nào nhìn nó cũng nông cạn. Hả? Nông cạn là sao? Mặc đồ trang phục nông cạn là cái gì? Hả? Nông cạn, nông cạn chị không phải là mà đòi không hiểu về thời trang. Nông cạn là những cái đồ nó không được sâu, nó không có chiều sâu. Đúng rồi. Nó bị nông và nó bị hạn hán, nó gọi là nông cạn. Đó. Dạ nó bị hạn hán. Một bộ đồ nghệ sĩ người ta bảo nó bị hạn hán. Chị là anh nói em hạn hán. Ý là nhìn nó khô, hiểu không? Đặc biệt Harry Won, sao mặc cái gì cũng đẹp vậy em? Chị đang nhìn rất là tươi mới, chị không có khô. Ủa là chị không có khô là chị là cái gì? Chị là cái gì chị? Là cái gì anh? Harry Won mặc đồ không nông cạn thì gọi là gì? Có chiều sâu. Đúng rồi, sâu thẳm. Sâu thẳm, sâu thẳm. Đúng rồi. Ôi. Quần áo nó tét lên cái vẻ gọi là sâu sắc. Sâu sắc, đúng rồi. Và thẳm vào bên trong. Em cũng sâu sắc mà. Em sâu sắc xấu. Kỳ quá. Không, mọi người nói đùa vậy thôi. Anh cũng thương em chứ. Sẽ có người để dạ vượt qua về đồ ăn mặc. Phải có chứ. Sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Đúng rồi, phải xuất hiện chứ. Rồi cũng sẽ có một người xấu hơn Mạc Văn Khoa về body, về ăn mặc. Wow, vậy là ngày ấy đã đến. Ngày ấy đã đến rồi, ánh sáng đã chiếu về đội tụi em rồi. Hôm nay tụi em được đẹp hơn, được mặc sang trọng hơn. Ủa mà thôi, cho chị hỏi nè. Bây giờ nguyên cái showbiz, người nào xấu hơn em kể ra đi. Chị nãy giờ chị nghĩ ra mà chị không có nhớ ai luôn á. Chị hỏi câu đấy em mới chợt nhận ra là em xấu nhất showbiz rồi. Hy vọng sẽ có người làm cho em sáng hơn bây giờ.
Kính thưa quý vị thân mến, đầu tiên là một nhân vật xuất hiện, nhưng chúng tôi không tiện nói tên. Hãy chờ xem người ấy là ai. Quen luôn, nhưng mà nó đâu có xấu như vậy. Ô, cũng xấu em ơi. Mặt chị, mặt chị đấy. Ủa sao mặt em mà giống như tranh miếng họa vậy? Để làm tôn vẻ đẹp của người đứng phía sau đó. Ủa là sao, sao tự nhiên làm xấu em để tôn nét đẹp người ta vậy? Tại vì em có làm đẹp cũng không thể đẹp được. Gây quá không? Nhưng đó là ai? Có thể là Buka. Buka đâu cao như vậy? Đúng vậy. Có thể là Diệu Nhi. Cũng không cao vậy luôn. Xin giới thiệu Hoàng Hoàng. Thưa quý vị, hồi nãy em giới thiệu là người này ra sẽ thấy Khoa đẹp hơn, nhưng mà em đã sai rồi. Khoa xuất ra để chị dạy. Cái này để kế bên sẽ thấy em đẹp hơn. Á hậu đem hình ảnh người khác sử dụng mà không quay kiến của tôi vậy? Em đâu biết cái này là chị đâu. Chị đẹp quá trời, cái này phải chị đâu. Ui, ui, đẹp quá trời kìa. Nói em đẹp kìa. Cái hình ảnh hơi nhạy cảm nha. Cái này là biên tập đưa em đâu có biết là chị già đâu. Là trong mắt của em chị già đẹp lắm. Quanh à, biên tập ở chương trình được hay lắm. Dự báo tương lai đó. Suốt sau vẫn bị phù thủng. Rồi. Thật sự em làm nghề cũng 4 năm và cũng gặp nhiều diễn viên trang điểm make up rồi. Nhưng mà lần đầu tiên em thấy một người trang điểm mà dán mọng lại anh ạ. Hôm đầu tiên là có dán hai cái mọng ở trên mang tai này, mà về sau nó bị hình nó thấy là phải bỏ ra đó. Có mọi người, em không có dán, em giảm cân thành công mà. Em nói thiệt. Ừ, anh chỉ mong em là nhẹ nhàng với cái đầm, cái nút nó sắp bung rồi kìa. Này Khoa, giữ làm kỷ niệm cưng. Nghĩ làm sao mà bỏ cái mặt tôi vô cái phao mà nhìn như cái bánh donut vậy đó. Trời ơi trời. Bây giờ vậy, Hoàng Oanh chưa thể làm cho Khoa đẹp hơn, thì một người sau đây sẽ làm cho Khoa đẹp hơn. Xin giới thiệu một gương mặt vô cùng ấn tượng, xin mời. Nước nào vậy? Dị nhân. Mặt người nước nào mà thấy con mắt cái mỏ không vậy? Người hành tinh. Rồi cái mỏ đang dữ lắm. Có cái máy nữa kìa, cái máy nhìn quế chi vậy sao? Quế chi là sao? Là quê á. Quê hả? Ồ, ok. Mà hình em phải không? Dạ hình em. Lại là dự báo của tương lai. Ồ, tương lai mắt chị bự lòi ra vậy luôn hả chị Linh? Bởi vì chồng nói nhiều quá. Càng to. Chồng nói nhiều quá không ngủ được, mắt lòi ra luôn. Thức khuya nhiều quá. Thưa quý vị, đây là người đến từ Thái Lan. Xin mời anh. Anh Phuchet Chunachai. Phuchet Chunachai. Mister. Diễn viên điện ảnh Công Dương. Phải đứng xa người ta chị Hoa Anh ơi. Chỗ nào cũng đẹp luôn. Chỗ mắt luôn kìa. Trời ơi, cao thơm nữa. Mà thơm nữa. Thơm xa nữa. Nè hai đứa. Dạ. Mình đã có gia đình hết rồi. Hai cháu đang xem chương trình này. Nó sẽ hỏi: ba ơi, mẹ làm cái quái gì vậy? Em thì thôi em có cháu rồi, thôi đi. Chị chưa có cháu nên không sao. Em mơ vào đây. Em mơ vào đây. Em mơ vào đây. Tôi dự báo người cuối cùng xuất hiện sẽ làm cho các bạn sao xuyến ngàn lần hơn nữa. Trời ơi, xin giới thiệu người mẫu đặc biệt mời từ Hàn Quốc, Lee Jung Suk. Giống xanh đôi với em.
Trúc. Anh dừng lại. Đây là hình của ai vậy anh Trúc? Đi qua coi chị. Ơi, ơi. Ủa, y chung sốc của mình là 1m83. Này, y chung sốc. Vai rất là rộng rãi. Nè, nói chuyện nè, anh Trúc, hình ai? Thật ra đây là thần tượng của tôi. Tôi rất hâm mộ nhân vật này. Anh này là anh Mạc Văn Khoa. Còn nghệ danh của tôi là Mạc Văn Rẹp. Mạc Văn Rẹp. Mạc Rẹp. Mạc. Mạc Văn Rẹp là Mạc mà còn Rẹp nữa. Trời. Thôi mời các bạn về vị trí cũ. Tôi hơi sai lầm. Mời ai đưa anh Trúc à? Thôi anh vô trong đi anh Trúc. Thưa quý vị, diễn viên hài Hữu Tính. Hòa với Tính đứng sang bên nhau. Ủa sao lúc nãy em thấy mọi người ra cái người ta sao em ra để đó, đứng yên chặt vậy? Đội đi cho em là đội nhà được không? Ờ được luôn. Vâng, anh Khoa được phát đi. Đâu bây giờ nè Khoa cô, đứng kế Tính vậy đó hả? Chúng ta nhìn Khoa Tính đi. Đã có điểm nào mà Khoa trội hơn Tính chưa? Em cao hơn. Anh Giang ơi, hình như em thừa quá. Em làm sao mà thừa không được? Không ai dám nhận em hay sao? Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em. Bậy, bậy, bậy. Chồng của bạn thân bậy lắm. Của em mà đang chơi chương trình thôi mà, có dính dáng gì đâu. Không được, mà. Không được. Rồi, từ đây có chương trình em sẽ xui xẻo. Anh em lo lắng cho nhau mà nó đem ra vợ ra nó hù dọa. Không phải đâu, em ngại lắm, em ngại đụng người khác lắm, người đó có chủ lắm. À vậy hả? Khoan. Alo, quên, Tính. Quên, xin lỗi, anh sẽ gọi điện cho em anh Xuân Nghị. Nó chưa hả? Anh biết hai đứa mình từng yêu nhau đúng không? Cái gì vậy? Hả? À, coi như chưa có gì đi, anh hơi bị... Thôi, coi như có bỏ qua. Có Nghị có ngỏ lời yêu em, nhưng mà em không dám yêu Nghị. Thiệt á hả? Dạ. Dạ, em chọn ai? Anh biết rồi đó. Rồi, mời Tính về với Dạ. Mời Tính về với Dạ. Tôi biết đây mà. Em biết đây là bỏ chỗ em mà. Em nhận thấy cái nét mắc cỡ của Dạng. Em chọn anh ấy thì thôi, chị cũng phải đành chịu. Thưa quý vị, vô tình Văn Khoa trúng số độc đắc. Mời cô ấy về, đợi gì nữa. Hãy đi bước đi của người chiến thắng. Mời cô ấy về. Mỗi người đàn ông ở từng cặp sẽ có một câu thả thính. À, Tính bắt đầu nói câu với một người phụ nữ mà sẽ theo mình suốt chặng đường từ đầu cho đến cuối chương trình kỳ tài thách đấu. Wow. Nhưng mà em có được nhìn Harry rồi em nói với Dạ không? Nè, coi lại nha, nồi nào ấp dung nấy nha. Cái nồi này làm sao ấp được cái dung đó? Biết cái nồi này chưa tìm được cái dung, chứ cái nồi này có dung rồi là nó ấp lắm luôn á. Dạ. Oppa. Anh có lẽ là anh hơi thấp và anh hơi tròn. Nhưng mà những người như anh là những người tốt bụng. Nè. À, nếu như em không chịu yêu anh. Anh anh sẽ làm cho bụng em bự như bụng anh. Bụng em bự như bụng anh. Thưa quý vị, câu thả thính vừa rồi nếu thành sự thật, hai bên gia đình sẽ không vui lắm. Nhưng không sao, coi như là một phần thả thính thành công. Đây là một giọng văn truyền cảm hứng. Mời Mạc Văn Khoa hãy nói đôi điều với Hoàng Oanh. Em xin lỗi sao em mới nhìn Mạc Khoa em mất cười. Không có tôn trọng cái nét đẹp của người ta vậy. Em phải nhìn thẳng vào Khoa, điềm tĩnh, nhận lời thả thính. Dạ. Tập trung. Bị đau bụng hả Khoa? Không có, anh chỉ tỏ tình anh. Okay, xin lỗi. Tỏ tình là giây phút quan trọng. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em à? Dạ. Ngày xưa đi học, em học giỏi nhất môn gì? Dạ, em học giỏi nhất môn văn. Còn anh thì giỏi môn hóa. Mình cùng trở thành một gia đình văn hóa nha em. Trời ơi! Wow!
Một lời tỏ tình có tương lai, có tương lai, xây dựng tương lai. Mặc dù không có sắc nhưng mà có tài. Đúng vậy. Một lời tỏ tình mà người ta nghĩ tới là một cặp đôi vợ chồng sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Gia đình văn hóa. Đấy. Đấy. Thì là tương lai đấy. Bây giờ là công Dương. Đó giờ em không quen thả thính anh ơi. Hả? Đó giờ không có thả thính bao giờ hết á. Chưa có bạn gái luôn. Không phải là tại mọi người cứ nhào vô. Mọi người cứ nhào vô. Mọi người cứ nhào vô. Thôi chứ không cần nói gì hết. Là bị thả thính không à? Thế thì một lần tập thả thính trên sóng truyền hình với một cô gái không phải là người yêu, nhưng hãy tưởng tượng đây là bạn gái mình. Ok. Nhiều khi cái phim nó bắt mình phải làm như vậy. Ok. Âm nhạc bắt đầu. Đó, thấy đẹp liền phải không? Thấy muốn mua vé cho phim liền. Nãy là hai cặp này là trả vé nè. Cái gì? Trời ơi, có va chạm luôn. Trời ơi. Em à. Cái gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Sao vậy? Em cứ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt rồi. Em có thấy cái gì không? Em không thấy gì hết trơn á. Em chỉ thấy bóng tối thôi phải không? Đúng rồi. Vậy em thích bóng tối hơn hay ánh sáng hơn? Thích ánh sáng chứ. Vậy em sợ bóng tối phải không? Đúng rồi. Đó chính là thế giới của em khi không có anh đó. Ê, sao mà tỏ tình mà mặt ác vậy? Đóng giả của em. Trời ơi, em sợ quá, em sợ chị Harry bị nguy hiểm như sắp ăn tươi nuốt sống thế thôi. Và bây giờ là thử thách đầu tiên, đó là game đầu tiên để giao lưu học hỏi trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow! 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 Wow. Trò chơi kéo co bằng chân và nhấn mạnh là vùng đầu gối, đừng đưa lên cao quá, nguy hiểm, thấp quá thì nó rớt, đơn giản thôi. Bây giờ giày để sau cái đầu gối, rồi bên kia để đi, kéo căng cho nó khỏi bị tuột, kéo căng ra, rồi đó, mức giữa là mức trái tim, khi nào bắt đầu kéo thì cả hai bên dùng sức, trái tim đi về đụng cái lằn ranh của mức ở bên đội nào thì đội đó giành chiến thắng. Ví dụ có đây, được ngồi không được ngồi xuống đúng không anh? Đúng vậy, đây là trường gian đứng thôi. Vậy thôi, đơn giản vô cùng. Đặc biệt ở trò chơi này chúng ta thích ai thì khiêu chiến người đó, không cần phải cặp phải đội gì cả. Bất cứ ai đúng không anh? Bất cứ ai. Dạ em trước anh. Đúng vậy. Dạ em em thách anh. Em thách anh. Ngại gì? Chơi. Em mới đo đo cái em thấy vừa quá. Vừa quá, vừa quá. Vừa sai dễ chơi. Ê. Qua đây xíu, qua đây nè. Dạ dạ, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ 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 dạ. Hai bên thả lỏng. Cái tướng chị Harry hợp làm trọng tài ghê luôn. Rồi, ra đây được rồi, mua đi em. Kính thưa quý vị và các bạn, trước giờ các bạn chỉ coi, nhìn, kéo co bằng tay hoặc cùng lắm là kéo co bằng răng thôi. Bữa nay các bạn sẽ được coi kéo co bằng chân. Sẵn sàng chưa? 3 2 1 Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Bắt đầu. Như vậy người chiến thắng là Hương Tiên. Hay quá. Mọi người có thể thấy anh ấy sở hữu một chiều cao chỉ bằng cái vòng bụng, bằng cái vòng bụng của mình thôi, nhưng mà anh ấy, cái lực đôi chân của anh ấy là vô cùng chắc chắn, kéo một phát thắng anh Giang liền. Hung đầu gối thôi. Rồi, ngưỡng mộ đầu gối thôi. Bây giờ
là cặp tiếp theo ai? Dạ, hãy đối xử lại với người đã được cướp đi trái đẹp của em. Hà Di. Ok. 3, 2, 1, vô. Ôi gì vậy? Thương thẳng bằng đi. Em còn non lắm, non lắm. Bây giờ Dương à, em nè, em muốn đấu với ai? Thôi em sẽ đấu với anh Khoa đi. Đúng rồi. Rồi, 3, 2, 1, vô. Rồi, phòng thù thì em muốn ai? Em muốn Hoàng Oanh. Vô. Wow. 3, 2, 1, vô. Vô. Tiền chiêu của chị mà. Chị giật dữ quá, dạ. Chịu không nổi. Phần thắng nghiêng về Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, đó chỉ là vòng bán. Bây giờ là chung kết Champions League. Wow, bỏ luôn đấy. Mặt em Khoa. Dạ. Tránh sức trẻ. Cái hữu tính là xưa rồi. Rồi, thưa quý vị, trận đấu kinh điển này là Hữu Tính và Mạc Văn Khoa. Giải thưởng cho trận đấu kinh điển này là Lâm Vĩ Dạ. Hả? Không thích em. Tính dạ. Nếu vậy nhất, em có chọn Lâm Vĩ Dạ hay không? Dạ em chơi vui không cần giải thưởng. Hai, một, bắt đầu. Nhưng mà cái này anh góp ý Khoa chưa? Dạ. Mày mong mình chơi game á, cái mặt mình vui lên. Ghê lắm Khoa. Không, mặt em đâu có như vậy đâu. Không có đấy em ạ. Mặt em vui mà. Thưa quý vị, cái phần vừa rồi chỉ là khởi động để làm nóng và chúng ta biết đối thủ là lực lượng tương quan như thế nào, sức lực ra sao để chúng ta chơi những cái game chính vượt qua được, mang điểm thưởng về cho đội của mình. Và bây giờ không còn gì khác, chúng ta đến với một phần không thể thiếu trong chương trình kỳ tài thách đấu, đó chính là một phần rất dễ thương, đó là phần tiểu phẩm.
chúng ta đang quay trở lại với kỳ tài thách đấu. Và bây giờ là cái phần rất dễ thương, nhiều người chờ đợi, và ngay cả nhiều anh chị em trong nghề mình cũng chờ đợi. Thế nên chúng ta phải làm tốt phần này, đó là phần tiểu phẩm. Thưa quý vị, thời đại công nghệ hiện tại rất là phát triển, mọi thứ đều có thể nhờ vào smartphone. Chỉ một cái nhấn nút, trong nhà chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta muốn. TV cũng mua được, tủ lạnh cũng mua được, thậm chí người giúp việc cũng chỉ cần nhấn nút. Và xung quanh câu chuyện ấy sẽ có một số phận trớ treo. Số phận trớ treo đó là gì? Quý vị đừng chuyển kênh. Xin mời quý vị. Đúng rồi, đúng địa chỉ rồi. Alo. Alo. À chú ơi, dạ con tới giao trà sữa, con giao trà sữa. Tới đâu? Tới chung cư á chú, cái chỗ mà chú cho địa chỉ nè. Chú qua gấp con. Nè. Nè, nói anh ra. Anh nhầm tôi, anh cướp là lộn người rồi nha. Dạ con nghe chú. Mày đang ở đâu? Alo. Cái gì? Ủa? Đây hả? Mày đang đúng không mày? Trời ơi chú á hả? Hàng đâu? Trời ơi chú ơi. Ê. Ê. Gì vậy chú? Đây rất đông người qua lại. Lấy hàng phải từ tốn. Lấy hàng. Trời chú ơi chú. Làm liệu theo chú, lấy trà sữa chứ đâu phải rồi giao hàng cấm đâu, chú làm nó ghê vậy? Trà sữa đâu? Trà sữa nè. Nhà gia đình chú chắc đông người hả chú? Kêu đâu lúc 8 ly trà sữa. Trà sữa hạt trân châu. Sai rồi. Sai sai ly trà sữa hạt mít đâu. Rồi bao nhiêu tiền? Chú con đó, giấy tờ 400.000. Đúng không chú ha? Giảm 50% sao? Chú giờ này chú chịu khó chú hỏi cái chỗ chú mua giùm con được không? Cậu biết cái tiêu chí của nghề shipper là gì không? Dạ biết. Vì khách hàng làm nên tất cả. Cậu phải vì tôi, cậu phải hỏi cặn kẽ, sau đó cậu điện lại. Bây giờ cậu không gọi với tôi rồi cậu tự ý cậu mua. Vậy cái lúc mà chú mua thì chú có gọi thẳng cho cái chỗ bán hàng chú là bên đó có chịu giảm cho chú 50% chưa? Bên đó người ta nói là nói chuyện shipper. Shipper là quản lý của nó. Quản lý gì? Tôi đâu có biết. Đói chứ. Bây giờ sai, đặt sai làm sao tôi lấy được? Thôi giờ còn không rồi chú coi cái nào không được con chạy con đổi cho chú nè. Đổi hết đi. Tôi nói là đá 30% là phải đều nhau. Tại sao có viên đá to viên đá nhỏ? Cậu là bán lừa dối khách hàng. Trời ơi con nói thiệt á chú, cái này là chú làm là quá đáng lắm luôn á nha. Quá đáng cái gì? Chứ nghĩ sao mà đá mà chú đòi mà viên mình đòi phải bằng nhau. Chú mà bằng nhau chú đừng có đưa uống đá tinh khiết. Chú uống đá hoa. Bây giờ tôi hỏi cậu nè, khi đá sản xuất hàng loạt, cậu nhìn vô nó bằng không? Trả lời. Bằng hay không? Bằng. Thì tại sao cậu không lấy đá bằng? Cậu bỏ lên cho tôi. Nhìn vậy nó đóng tan ra, có viên tan viên không chú? Thì cậu là bên shipper, cậu phải nói cửa hàng là lấy những viên tan đều nhau. Thôi đem về đi. Chú ơi chú. Vậy rồi ai tính tiền cho con? Đem về cửa hàng báo là tôi không lấy. Còn có chuyện tới đi không? Tôi không quan tâm. Chú sai hàng của tôi rồi. Chú không lấy là người ta bắt đền con chú ơi. Chú từ 400.000 tôi làm biết bao lâu mới ra. Trời ơi ông tắt máy luôn. Nè 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 mày con điên. Thấy là ăn làm việc mày. Trời ơi tắt máy luôn. Cũng nghiêm việc. Gì vậy? Ai đây? Khuất. Trời ơi em đeo che là kính mít cho anh không có nhận ra em luôn á. Em sợ ra nắng đó, những cái tia nắng nó sẽ làm cho em sạm da và rụng tóc. Em che vậy là đúng rồi đó. Đi đâu anh? Khu này là khu nhà tôi đúng không? Anh nói với tôi là anh đi làm ha, anh bận lắm anh không
thể nào chở tôi đi công chuyện được, vậy thì anh đi đâu hả? Anh kiếm con bánh bèo nào bên khu vực này nói màu. Đâu có, anh đi công việc, anh nói em đó. Anh trời ơi, công việc của anh bận biểu suốt. Anh làm bên cái khâu mà vận chuyển hàng hóa vận tải đa quốc gia đó. Nhưng mà tại sao lại có mặt ở đây? Tới gặp khách hàng, tại khách hàng người ta có cần... Trời đất ơi, trà sữa đồ ha. Anh đang cua con nhỏ nào đúng không? Rồi con nhỏ nó thích uống trà sữa nên anh mua trà sữa cho nó đúng không? Đúng chưa? Mua đâu mà mua. Mà không phải anh mua cho một mình nó đâu, anh còn mua cho cả gia đình nó nữa. Trong khi anh quen tôi thì sao? Chưa bao giờ anh mua cho ba tôi được một ly trà đá nữa. Em có thích uống trà sữa không? Em thích uống trà sữa. Đó, đợt này là anh mua tới, cái gì là cho em với ba em uống không đó? Tôi không tin. Tại sao vậy? Anh mua cho nhà tôi chỉ có hai người, lý do gì anh mua tới 8 ly? Trời ơi, mua nhiều mùi. Anh coi tôi là con nít hả? Bây giờ anh càng nói tôi càng không tin. Anh đi đâu qua đây? Anh lén phán với con nào bên này? Nói. Thôi, nói thiệt á, đừng có giận anh nha. Thôi giờ anh nói thiệt hết, nhưng mà em biết rồi, em đừng có giận, đừng buồn anh nha. Nói đi. Anh làm shipper đúng không? What? Nhưng mà anh làm ăn đàng hoàng chứ anh đâu có làm gì. Không, trời chết tôi rồi, trời tôi lỡ đi khoe với bạn bè tôi anh là cái gì làm mấy cái giao hàng vận chuyển quốc tế giàu lắm, có nhiều tiền lắm. Bây giờ anh đi shipper giao hàng, rồi một ngày nào đó anh giao hàng cho người quen tôi, trời ơi chắc tôi chối không được đâu. Trời anh ơi, trời ơi, anh lừa gạt tôi, anh lừa dối tôi. Em phải hiểu là ai làm cái gì cũng có từng cái bước đệm từ thấp lên cao, thì hồi xưa mấy người giàu người ta cũng phải từ nghèo đi lên. Thì bây giờ shipper nói shipper đi để ta khỏi quen nói mày đặt nói giao hàng này nọ kia chi vậy? Cái gì em không sợ anh buồn hả? Anh làm ít tiền thiệt nhưng mà bao nhiêu tiền á anh cũng dành, anh lo cho em hết. Tôi biết rồi. Rồi xe hơi đồ đâu? Nổ thôi, hiểu không? Nói đi gì thôi chứ đi ship mình đi xe hơi gì. Chứ bình thường anh đi xe gì? Em có thấy gì không? Những cái nén mùa xuân đó, nó dính gì tới chiếc xe đó, cướp cái nén. Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng, ghê quá. Mày mốt tôi lấy anh về, hai vợ chồng mình cùng đi ship đồ. Kinh gì. Mà anh biết ơi, có nhiều mặt hàng lắm, đâu phải mặt hàng nào cũng thơm to như trà sữa đâu. Anh không nhận, cái anh lựa cái gì thơm thơm anh ship thôi, được chưa? Ôi, mày mốt đi với tôi là đi taxi nha. Còn không muốn xe đi, chứ tôi không đi chiếc cúp cái nén đâu. Tôi không muốn bay đâu, ghê quá. Rồi giờ em muốn gì anh chịu đó, chứ biết sao giờ, tại anh lỡ thương em rồi. Rồi còn 8 ly trà sữa đây là sao? Bị bùm hàng rồi. Cái gì? Mà không phải lỗi tại anh đâu nha, cái này người ta đó nha. Trời ơi, cha nội kia kìa, ông kêu cho đã xong ông bùm hàng không nhận. Trời ơi, thiệt số tôi thùng phức luôn á trời. Đã nghèo, đã khổ làm shipper còn bị bùm hàng nữa. Rồi bây giờ có giải quyết được cái vụ bùm hàng đó chưa? Không, bây giờ gọi ổng là ổng tắt máy luôn. Em coi ổng ra ổng nói ổng nào là ổng đòi gì 30% đá, mà đá cục nào bằng cục nấy. Anh nói ổng mốt chú ác uống đá hoa cương á, ra tiệm kêu nó cắt cho. Bây giờ là anh có cái miệng làm gì anh không biết cãi lại người ta? Cãi không có cãi lại ổng em ơi. Ủa cha già nào mà chướng như vậy ta? Bây giờ làm gì? Gọi đâu có được, tắt máy luôn rồi. Gọi cái... Đi. Đưa đây tôi nói chuyện. Ông mấy số lần, số này đen nè. Để tôi chửi cho, anh đứng đây. Alo. Đâu? Chú ơi, chú có phải là người vừa mới bơm 8 ly trà sữa không chú? À hả? Chú ơi, chú kêu 8 ly trà sữa chi rồi chú không uống vậy chú? Chú ơi, chú đòi là đá là phải viên nào bằng viên đó hả chú? Bạn trai tôi hồi nãy nói là chú uống đá hoa cương là hiền đó. Chứ tôi cỡ chú ha, tôi lấy đá hoa cương tôi giác xung quanh người chú đó. Tôi tặng chú luôn một cái kim tỉnh đó chú. Chú nghĩ làm sao vậy trời ơi? Nước đá người ta mà đòi cục nào cũng bằng cục đấy làm sao mà được? Bây giờ 8 ly trà sữa chú không uống thì sao? Thì chú cũng cứ lấy đi, lấy về để đem về tấn hòm chú. Cái thứ già mà không nên nết, già mà trước khi. Ê, chưa nói con hứa. Câu gì? Thôi bây giờ vậy, đi công chuyện. Ông xuống kìa. Cái gì? Ông xuống tới rồi kìa. Ông này hả? Ừ. Trời ơi, ông này ông tới sớm rồi. Ê mày, cái thằng kia, mày chửi tao chưa đã,
Mày kêu cái con mà không phải con người đẻ ra xuống giữa tao nữa hả? Không, cái này nè cả. Ông già, nè ông già. Tại vì ông lớn tuổi hơn tôi mới kêu bằng ông già đó. Chứ nếu mà ông bằng tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi là tôi thằng già rồi đó. Ê mày mất dạy, mày con cái nhà ai vậy mày? Ai là con cái ai kệ tôi. Con nói chú nghe nha, bạn con nha, con can chú ra là để giữ sức khỏe cho chú á. Nó tán bập tay chú cấm đầu như vậy. Nè nó quýnh con hoài nha, nó quýnh con hoài con biết. Đừng có giỡn, đi chỗ khác đi. Con cho chú luôn mấy trăm ngàn đó đó, xí bùm bùm luôn đó. Nha. À, ông già này ông bơm hàng anh. Bơm hàng, em chửi vậy là đúng rồi. Bà mày rảnh mà. Ủa chứ con mặc kệ gì mà ba vẫn nhận cho con không bà? Có ai mà xấu toàn thể cho mày không? Hả? Ba em đó. Ba em. Ba em. Vậy nãy giờ con không có nhận ra nhạc phụ đại nhân. Con thiệt là có lỗi. Nhạc phụ, uống thêm 18 ly trà sữa nữa không? Con giao luôn. Con mắc bị gì con làm hết. Đi giặt uống cho ba tuần tiểu đường chết hay gì? Có sao đâu, kệ ba em mà bùm rồi không sao đấy. Bác sĩ kỹ chứ, mày không lấy. Mày lấy thằng shipper làm cái gì? Thì lấy shipper mới có người cho ba bùm hàng đó ba. Mày có lấy đâu, mới quen thôi chưa lấy lần mày nào. Mày chửi đầu tao đó hả? Con có chửi đâu. Tao bùm hàng là tại vì nó làm sai cái đơn hàng tao đặt. Con này con nói thiệt, con cái trong nhà con góp ý ba chướng thiệt ba ơi. Những cái lý do ba đặt ra nó cực kỳ vô lý. Vô lý gì mày? Ba nghĩ sao đá mà ba đòi viên nào viên nấy nó cũng bằng nhau. Người ta chạy ngoài nắng chang chang nó phải tan bớt chứ ba. Mày không biết gì về ẩm thực. Trời ơi sao mà sao ba nói gì được trời. Nói cho mà tao không lấy nữa. Ba ơi gọi 8 ly này ai uống? Tao không cần biết. Mày quen với nó thì đừng gọi tao là ba. 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 Ôi ba tôi giờ già đổ trứng đổ nốt rồi. Rồi sao? Chứ đợi coi có nào ba có dịp á cái thôi xin lỗi ổng thôi. Mà bây giờ 8 ly trà sữa này rồi là thôi bây giờ chịu khó livestream bán lại đi. Nha. Bán gì nó tan hết trơn rồi. Rồi thôi giờ thôi chở đi ra công viên chơi đi rồi 8 ly này hai đứa mình uống cho hết rồi uống hết rồi về. Uống thì mình uống đại đi coi như lâu lâu. Xui xí bùm bùm. Rồi có nón không? Không có nón. Đẩy làm sao đi ra công viên gần xịt à. Trời ơi sao mà bắt em đẩy được. Chứ bây giờ hai đứa đi bên một đứa đẩy chứ. Rồi chạy mèn rồi có thấy rồi. Bây giờ lỗ tiền trà sữa giờ lên không? Lên. Đẩy đẩy nó đi. Chán rồi đường. Mua cái nón. Vì ông ba của tôi thôi mà từ kèo trên lên kèo dưới luôn. Đợi xíu con kêu đẩy mà đi lẹ rồi sao đẩy. Ủa chưa đẩy hả? Xe tự chạy. Alo chú, có phải chú đặt trà sữa không ạ? Ai đó? Dạ con là shipper con giao hàng nè chú, con tới rồi ạ. À đợi chiều thì tôi liền. Dạ dạ, chú xuống lại giùm con nha chú. Trà sữa đâu? Dạ. Trà sữa gì đây? Dạ cái này là chú kêu, này là trà sữa chân châu trắng nè. À, cái này là trà sữa bánh lăng nè. Còn nữa chú? Khỏi lấy, thấy bánh lăng thấy sai rồi. Ủa sao sai chú? Chú order trà sữa bánh tiêu mà. Làm gì có mấy cái trà sữa bánh tiêu. Nè, trong bill ghi rõ ràng nè, đúng rồi mà. Trà sữa bánh lăng là bên Đài Loan. Thì đây là trà sữa Đài Loan mà chú. Tôi đặt trà sữa bánh tiêu, trà sữa Đắk Lắk. Cái gì vậy chú, đừng có mà giỡn với con nha. Đưa cái này đây. Nè chú coi nè. 382 ngàn. Cái này là con làm rất là cẩn thận. Rẻ hơn bên kia 18 ngàn. Nhưng mà không đúng trà sữa. Giảm giá đâu, giảm giá đâu. Giảm giá là sao? Giảm giá thì ngay từ đầu chú phải nói với nhà hàng thì người ta mới giảm giá chú chứ. Ủa cậu là shipper cần phải bảo vệ quyền lợi của tôi chứ. Cái gì vậy chú? Tự nhiên bây giờ chú lại gây khó dễ cho con vậy. Đây này, bây giờ này nè. Tôi order là trà sữa bánh tiêu. Mà cậu đưa bánh lăng. Không có cái thứ nào là trà sữa bánh tiêu hết á trời ơi. Do cậu làm shipper còn không biết về ẩm thực.
Vậy bây giờ chú gọi điện cho nhà hàng kiểm tra lại giùm con. Nếu có cái món gọi là trà sữa bánh tiêu thì con sẽ đem đi đổi lại cho chú liền. Mày thông minh hơn tao hồi nãy. Alo. Cái gì? Đúng rồi, tôi đây. Tại sao vậy? Tôi đã nói là trà sữa bánh tiêu mà. Tại sao đưa bánh lăng? Tôi chỉ ăn bánh tiêu thôi. Bánh lăng không có tiêu làm sao tôi ăn? Ghê ông già. Nè. Ủa? Sao làm gì ở đây vậy? Đó là câu em phải hỏi anh mới đúng chứ. Anh với anh đi làm mà tại sao lại có mặt ở đây? Đây là khu nhà em. Khu nhà em. Trà sữa à? Anh lừa dối tôi. Anh nói là anh yêu tôi, anh thương tôi. Rồi bây giờ anh đi cua con nhỏ nào ở khu này mà tôi không biết. Anh mua trà sữa cho nó. Rồi anh còn mua cho trời ơi, mua cho cả gia đình. Em bình tĩnh lại. Cái này là anh mua cho hai đứa mình. Hai đứa mình làm sao mà làm 4 ly? Thì em nói là em muốn cùng anh đi phượt. Thì anh phải chuẩn bị nhiều nhiều chút xíu chứ đi phượt nguyên ngày trời mà. À, nguyên một ngày đi phượt anh tính là để uống trà sữa trừ cơm à? Em nói với anh là uống trà sữa. Nhưng mà tại sao anh nói với em là anh đang đi làm? Thì anh đi ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Anh nói làm giám đốc mà. Giám đốc và trợ lý giám đốc đâu? Thôi rồi, anh không có ký hợp đồng gì hết á. Anh đi giao trà sữa. Cái gì? Anh lại là shipper à? Shipper thì sao? Trời ủa ơi. Làm gì sai hả? À, ủa vì sao mới đầu anh không nói với tôi là anh là shipper? Anh làm shipper là vì em đó. Làm gì vì tôi? Em nói là cha em bị bệnh, nằm trong bệnh viện, mà em không có tiền. Rồi bây giờ anh phải đi làm thêm. Anh kiếm tiền, anh đưa cho em. Thì cha tôi... Vậy làm sai không? Cha tôi bị bệnh thiệt mà. Tao bệnh hồi nào mày? Ông già kia, ông đi đâu đó? Ông lấy trà sữa thanh toán tiền cho tôi đi lại lên. Trời ơi, nữa hả? Gì vậy ba, ba đảo trà sữa hả ba? Cái gì? Ba em. Em nói ba em bị bệnh mà. Bệnh gì? Em mới mua cái nón nè. Ủa gì vậy? Gia đình mới trà... mua cho người yêu con cái nón. Gia đình trà sữa. Đi. Anh chở ra Vũng Tàu uống hết trà sữa rồi về. Ông đứng yên đó, thanh toán tiền cho tôi đi. Tao đẩy xe mà qua bảo vệ tới tao bắt. Ông thanh toán tiền cho tôi đi đã. Ba vợ tôi đó, nói chuyện cho đàng hoàng. Không có tiền đâu mà trả. Ba vợ là sao? Ba cái người yêu tôi. Người yêu ông lại. Nè. Ông nói gì? Người yêu ông hả? Chứ sao nữa? Ông mới mua cho nó cái nón rồi mấy. Ông mất tiền trà sữa, tốn thêm cái nón này mắc hơn trà sữa luôn. Em. Dạ. Em bước ra đi nói chuyện với coi. Cút hà. Hảo. Đây là ai? Đó là shipper. Shipper hả? Dạ. Ta hiểu câu chuyện rồi, vậy đem mình xin hợp, đưa đây trà sữa nè. Dạ, vô. Ba thích mùa gì, con cũng thích mùa này lắm. À, mày con gái con đứa gì mày quen hai ba thằng một lúc vậy? À, thì cũng giống như ba ba bơm hai ba thằng một lúc đó. Ba đẻ con ra mà con hỏi con vậy là sao? Đây, hai cha con đúng là cha nào con nấy ha. Ờ. Tốt, gia đình tốt đẹp đó. Coi sao? Tôi nói cho cô nghe. Cô không xứng đáng với tình yêu và cái nón của tôi dành cho cô. Anh thèm. Tôi sẽ kiếm người khác. Còn cô á, với ba cô á. Cầm dùm cái bạn. Cho chụp tấm hình quá cha. Cười đi ba, ta chụp hình mình, ta xin tinh lên, ta hâm mộ đó. Ba cười. Hâm mộ mà, em nữa. Em cho hai cha con chụp chung luôn. Ok. Tôi sẽ đi in hình hai người. Tôi dán khắp nơi. Còn chưa kể ha, tôi đưa hình của hai người lên trên tổng đài. Để cho người ta phổ biến rộng rãi, hai người sẽ nổi tiếng. Chi vậy? Chi vậy? Em sẽ giúp anh làm việc này. Hay mày rảnh quá ha. Ông mới là rảnh đó. Ông rảnh quá, ông kêu bao nhiêu ly trà sữa rồi ông bùng. Tại vì tao muốn là đứa nào tới trước tao lấy. Chắc mấy cậu đưa hình lên, tôi điện một phát, tháo hết, tôi bùng một hai lần là cái gì đâu. Tôi xin thưa luôn, tôi bùng 10 lần rồi. Vậy ha. Con xin thưa với chú luôn, một mình chú bùng 10 lần mà chú biết shipper tụi con bao nhiêu người không? Mỗi người chừng 10 tấm hình của chú thôi. Con nói thiệt chú nổi tiếng. Chú sẽ không thể nào mà ra đường ăn uống một thứ gì mà đặt được trên mạng hết. Sau này muốn ăn cái gì tự mua hạt giống về nhà mà trồng. Đúng á. Nói gì vậy nữa, những con người này là không xứng đáng với anh em mình. Tôi nói thiệt. Cái gì? Ủa? Chú chết, chị giả.
Ủa, không biết chuyện gì xảy ra hả? Chuyện gì? Người ta nói là sẽ trục xuất luôn á. Tao có đi đến ngoài đâu trục xuất mày. Trục xuất cái gì? Cái đó gọi là bị đuổi ra khỏi nơi cư ngụ đó. Bị khỏi vì xỉ nhục chung cư đó. Ủa vậy là bây giờ hình ở trên chung cư này rồi, cư dân người ta phàn nàn, người ta nói đi ra chỗ khác ở hả? Dạ, người ta nói là cút đi rồi. Trời ơi, ba, tại ba nó. Sáng mắt chưa? Ba bơm hàng ta làm chi, bây giờ giờ mang nhục đó. Thôi được rồi, tao sai rồi. Con làm con ba con cũng sai luôn. Sai thì mình sửa. Sửa sao? Từ nay tao sẽ bắt đầu làm shipper. Gì vậy ba? Thưa quý vị, vừa rồi là một cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ thôi. Nó mang cái tên là về, nó kể về câu chuyện là những người shipper. Thì thưa quý vị, là cái ngành nghề nào nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Và shipper cũng là một cái nghề như bao nghề khác. Nhưng mà có nhiều người coi là họ tầng lớp dưới xã hội là vô cùng phản đối. Và họ nghĩ rằng có tiền muốn làm gì cũng được, là điều đó là hoàn toàn sai. Cái tiểu phẩm vừa rồi nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng mà dưới cái nhìn của nghệ sĩ là những con mắt hài hước thì mang đến nhiều tiếng cười. Cũng hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy được khía cạnh khác. Nghề nào nếu mình làm đúng và mình làm sạch thì nó đều là cao quý cả. Đây là trò chơi làm tắt nến. Chúng ta sẽ có vật dụng, có thể ở vị trí nào cũng được, tùy vào cái thăm chúng ta bóc. Thì trong vòng 2 phút sẽ đi làm tất cả cái nến này tắt bằng cái vật dụng được gắn vào một vị trí nào đó mà chúng ta sẽ quy định bằng những lá thăm. 2 phút, đội nào thổi tắt nhiều ngọn nến hơn thì đội đó chiến thắng. So easy. So easy. Yes. Đây là một cái vật dụng tượng trưng cho việc chúng ta gắn vào cái eo hoặc là cái cổ ha, rất đơn giản. Rồi bây giờ bốc thăm. Đây, bốc. Rồi, hãy cùng giơ lên cho mọi người cùng thấy. Vị trí được đeo quạt là... Trời ơi, ai không đọc luôn. Thiệt á. Đưa đây. Bây giờ dạ, xin phép em được đốt một lòng. Rồi. Cả hai người trong một đội phải đeo sau gáy. Đây là chuyện gây gây. Trời ơi. Rồi sao thấy ta? Ngày này đốn quạt. Sao nhìn... cái này phải có người giúp á. Rồi tới mình nè. Thôi em cho khách mời. Em cho khách mời. Đây bóc giùm cho. Thôi. Chùi chắc tường. Hên lắm hồi nãy bóc. Em đổi cái đó. Mà tao mở ra coi, thiệt. Chắc không? Chị nói thiệt. Không dám mở luôn à. Mở đi mà thôi. Cái lưng nó cũng như cái gáy. Lưng. Em cũng phải mang cái gì đó. Lưng. Cũng vậy à. Đây em đưa gáy lưng lại xuống dưới này luôn. Em nghi nó xuống dưới một chút xíu làm lại chị động. Ai mượn chị động một cái lời ta thăm. Còn cái nào mà lựa chọn đâu. Mở đi. Thôi mà lo gì. Ai mượn chị mà đâu. Đùi sau. Đùi sau. Đùi sau. Ok. Đùi sau. Đùi sau có nghĩa là gì nè? Đó. Đội nào chơi trước? Đội em. Mời. Anh Giang ơi, em sợ là trước khi cái đèn tắt thì tụi em tắt cả. Trước rồi đó. Bỏ đâu? Bậy bạ, chương trình tính hết rồi. Làm sao mà tắt ở đây, về nhà mới tắt. Cái gì vậy? Chẳng chàng chưa? Dạ rồi. 2 phút. Bắt đầu. Mấy cái nhỏ nhỏ trước nè. Tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi.
9, 10 1, 12, 13 cây nến. Wow. 13 cây nến, con số rất đẹp. Đội tiếp theo là đội ai? Rồi, Hoàng Oanh và Mạc Văn Khoa. Như vậy là đội của Hữu Tính mang về 13 ngọn nến đã bị tắt. Đội Hoàng Oanh và Mạc Văn Khoa sẽ như thế nào? 2 phút bắt đầu thưa quý vị. Dơ một chân lên Khoa.
Rồi dễ liệt luôn á. Hai chị em mình lưng thì sao được? Đau cuộc sống quá anh ơi. Hay quá Khoa ơi, hay quá đó. Mười giây. Ôi trời ơi. 15 giây. Ôi trời. Bên đây, bên đây. Ờ, đằng sau này con, đây đằng sau này con nè. 8 7 5 4 3 2 1. Hết giờ. Wow. Ơi, chị nể em khó. Sau 2 phút. Với cặp đùi kinh điển của Mạc Văn Khoa và những thế hơi ấy, nhưng mà hiệu quả có, đã dơ lên rồi đẩy xuống, hay quá. Bé có khiếu. 1 với 3 là 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngã không tính. Bên đây 11 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24 25. Ngọn nến đã bị thổi tắt. Cái đuôi khỏe không cưng? Nó đang tên lắm mày. Chuột rút anh ơi, chuột rút. Hết liền thấy không? Hết liền. Chưa anh ạ, chưa anh ạ. Chưa anh ạ. Đi tới luôn vòng thôi. Rồi, mời cặp tiếp theo. Thưa quý vị, có hai con số mà đội của Harry và Công Dương phải vượt qua là 25 và 13. Với cái vị trí này cũng hơi khó. Khả năng tối nay về ngủ nằm ốp là rất cao, bởi vì cái lưng nó đau. 3, 2, 1, 2 phút bắt đầu. Con cần con sao?
Thưa quý vị, như vậy là sau 2 phút, bằng nỗ lực hết mình, họ đã làm tất cả mọi thứ, những động tác trồi lên, thụt xuống. Rất hợp lý. Tuy nhiên, đèn tắt có, đèn không tắt cũng có, đèn ngã rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này nhiều nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, rồi. 21, 2, 23, 24, 25. Khỏi đếm, thắng. Đội Harry Won và Công Dương mang về 3 điểm thưởng. 2 điểm thưởng là quà quanh và 1 điểm thưởng là hữu tính. Ủa, em nói đừng có vui quá, đừng có vui sớm. Cái sai nhất là chọn sai người. Người ta đâu có chọn, tự anh mai mối, tự anh gán ghép đó. Chúng ta đến phần tiếp theo trong chương trình kỳ tài thách đấu. Wow, 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 wow. Quý vị thân mến, đây là phần bốc thăm trúng thưởng, những giải thưởng dành cho các bạn trẻ yêu thương nghệ thuật. Sau nhiều vòng chơi, bạn Tính rất xuất sắc mang về 1 lần bốc thăm, bạn Oanh kế bên 2 lần bốc thăm, và bạn Công Dương xuất sắc nhất 3 lần bốc thăm. Bây giờ mời bạn Tính hãy chọn một con số phù hợp với mình, số phong thủy, để tìm ra 5 triệu đồng. Tính có tin dạ không? Không. Nhanh gọn nhẹ, nhanh gọn nhẹ. Nhưng mà thật ra là cuộc đời em từ đầu game tới giờ đã dính với dạ rồi. Đúng. Thì em nghĩ là giây phút này dạ kêu tính bốc cái nào. Với kinh nghiệm của dạ là một chủ nhà, và với những cái vòng này thì dạ biết chắc chắn là số tiền lớn nó sẽ nằm ở những con số lớn, nhưng chắc chắn nó không phải là số 12. Nếu vậy, chọn số 11 ngay chỗ dạ. Số 11 ngay chỗ dạ. Và hai đứa mình cùng nắm tay nhau để bóp. Ủa, cắt bánh kem hả? Cắt bánh kem hả? Một đội anh đoàn kết mà. Tưởng uống rượu giao bầu. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Số tiền lớn nhất là bao nhiêu dạ nhỉ? Số tiền lớn nhất là 5 triệu đồng và nó sẽ nằm ở ô số 11. Thon 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 thon. Thon 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 thon. Một triệu đồng. Trời, chúc mừng. Dù gì cũng có tiền rồi. Đó không có tiền triệu đúng được không? Rồi. Đó rồi. Còn mấy bữa chị bốc toàn không đồng với lại chia đôi luôn đó. Đúng rồi. Một triệu là hên nhất rồi đó. Đây, bây giờ Oanh được 2 lần bốc. Dạ. Vậy thì em xin bốc 1 lần và em để Khoa nãy giờ chơi chung với em bốc 1 lần. Nhìn cái mặt Khoa là biết nó đen rồi. Dạ. Số 8 là Pháp. Nhưng mà em thích số 9 giờ sao chị? Bốc số 9. Số 9 là đứng luôn. Rồi, nắm tay nha. Nắm tay nha. Rồi, mình nắm tay nhau cùng bốc nè. Ủa, chị giao bôi với em luôn hả? Thon 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 thon. 1 triệu nữa. 1 triệu nữa bảo đảm luôn. Thon 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 thon. Thon 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 thon. Nhân 2. Nhưng chưa có gì mà nhân cái gì. Không có cắt mà nhân cái gì. Coi như là mất lượt. Không nhân 2 là bằng 0. Rồi, Khoa bóc đi Khoa. Trước khi em bóc đừng cho chị dạ đụng vào tay em. Không, chị thật không sự, đụng đâu. Mọi người nghĩ nó phức tạp quá. 5 triệu. Mọi người nghĩ đơn giản lại. Em nói gì nghiêm Khoa? Em nói gì nghiêm Khoa? Chị Oanh bóc luôn đi. Khoa, 5 triệu. Bây giờ bóc chia đôi nữa là ngon. Rất đơn giản. Chị là thần may mắn cũng 5 là triệu nó, nó nằm ở số 5. 5 triệu bóc số 5 nè, ngon. Rồi, 5 triệu bóc số 5. Ô, lại bóc hả? Hai đứa mình lại cùng. Em hợp hợp quá. Thần 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 thần. Chị là thần may mắn của mọi người. Bóc lên luôn đó chị. Bóc lên luôn. Bóc lên luôn. Yeah, 2. Trời ơi, con bé này nó thích học toán nè. Thưa mọi người, đỉnh mãn rồi. Thưa quý vị, Lâm bị dạ là thần thu chương trình này.
Ai mà bị đụng dây, bị nắm tay là chỉ có từ chết tới chết. Em thấy số này đẹp chứ, rất đẹp. Đẹp không? Rất đẹp, chúc quê nhúng. Tính ra là loại hết các số đó để cho anh ấy. Bây giờ công Dương là sáng cửa nhất, 5 triệu, 3 triệu, wow. 2 triệu còn rất nằm nhiều. Trong tay hết rồi. 3 lần. Để em làm việc với đồng đội của em được không? Đó, đi chơi đi, đây chúng ta chơi kìa. Ai lắm mê trai đẹp á. Cho em bàn bạc với Harry chứ xíu rồi. Thì em bàn đi, bà đi bàn chung. Cái này dưới quê thường là, cái này dưới quê thường là chàng ray đó. Bây giờ chị dạo mà đụng vô ai là người đó chỉ có chia thôi. Bình thường mà chị chơi mấy cái trò may mắn này chị có được không? Không, cũng không bình mà. Thường cũng hên xui không. Mà hay chắc hay phải cái chúc bạn may mắn lần sau đó phải không? Cái đó thì mình chắc thử thì mình biết được. Thôi chị lấy lần thôi nha. Lấy lần trước nha. Ok. Vậy giờ thì để lấy chị lấy trước nha. Chị ra em, là... em sẽ làm hai lần. Bây giờ thật ra rất là thích số 7 và số 8. Dạ. Mời không nên. Theo anh là không nên. 7. Thôi. Không nên. Đừng nghe, đừng nghe. Nghe. Ừ, lấy đi. Thà thôi cho chàng. Dạ ơi. Đó, dạ ơi dạ. Không đem đồng, không đồng. Em luôn á. Anh đem sự may mắn đến cho chị. Đâu có ai mà xui hoài vậy. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu đồng. Số 7, 2 triệu đồng. Đây, 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 đây. Bóc số 6 đi, số 6 cũng hên lắm á. Không chị. Rồi, xui rồi. Xui chắc luôn. Bình thường á, em hay dính những cái số xui là em hay măng lắm, hay may lắm. Nên là em sẽ đi số 4. Đúng rồi. Có gì đây? Bây giờ chia 2 và nhân 2 là đã bị bóc rồi. Thế nên đừng sợ bị mất tiền. Bây giờ có lên hoặc là đứng yên tại chỗ thôi. Một lần nữa. Một lần nữa đúng không? Kiếm thêm 3 triệu nữa là ngon luôn. 3 triệu nằm ở số 2. Cho anh, cho anh, cho anh. Chị ơi, người ta đã 7 triệu rồi. Bây giờ hết mà. Bây giờ, em hỏi chị nha, chị kêu em lấy số nào? Chị sẽ kêu em lấy số 6. Lấy số 6 đúng không? Vậy em lấy số 8. Vậy em lấy số 8. Mời sau á, đừng bao giờ nghe chị dạ nha mọi người. Thưa quý vị, thật không thể tin được, ba lần bóc của công Dương mang về 10 triệu đồng tiền thưởng cho chương trình. Thua game này ta bày game khác nha, không có gì cả. Vẫn cảm ơn Khoa vì một vui mình mà anh. Vui mà vui 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 không? Vui rất vui, rất vui đúng cảm không? Cảm ơn mọi người hôm nay rất là vui, cổ vũ cho em đi ạ. Thưa quý vị, cũng mong là quý vị cũng vui như vậy. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.